Chào mừng các bạn đã đến với bản tin chiều ngày 22 tháng 11. Những dư âm một trận cầu giữa Argentina và Brazil sẽ được chúng tôi gửi đến các bạn ngay trong phần đầu bản tin. Bên cạnh đó là những diễn biến mới nhất xoay quanh các trận đấu tại các giải vô địch quốc gia vào cuối tuần này. Với tâm điểm là cuộc đọ sức giữa Liverpool và Man City, các cổ động viên của đội bóng áo đỏ đang rất bức xúc khi ban tổ chức sắp xếp trọng tài Chris Cabanas điều khiển trận đấu này. Không để các bạn phải chờ lâu, hãy đến với mục tin vắn. Với một trận thua trước đội tuyển Argentina, đội tuyển Brazil đã thiết lập một kỷ lục buồn tại vòng loại World Cup. Cụ thể, đội bóng này đã lần đầu tiên thua trận khi được chơi trên sân nhà tại giai đoạn vòng loại. Càng cay đắng hơn cho Seleção khi họ nhận thất bại trước chính đại kình địch trong một trận đấu hỗn loạn. Tính trên bình diện thế giới, chỉ còn đúng đội tuyển Tây Ban Nha vẫn đang duy trì thành tích bất bại tất cả các trận đấu ở vòng loại World Cup khi được thi đấu trên sân nhà. Thực tế trước đó, đội tuyển Italia cũng duy trì được thành tích bất bại trên sân nhà cho đến khi họ nhận trận thua trước đội tuyển Bắc Macedonia vào ngày 25 tháng 3 năm 2022 trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup. Đúng với tính chất của một trong những trận cầu nóng bỏng nhất thế giới, trận đấu giữa Brazil và Argentina hôm nay suýt chút nữa phải tạm hoãn vì cổ động viên của hai đội ẩu đả nhau trên khán đài. Messi và các đồng đội đã bỏ vào đường hầm chờ ban tổ chức giải quyết sự cố này. Trên đường đi vào đường hầm, Emiliano Martinez vì quá bức xúc trước những hành động của cảnh sát Brazil đã cố gắng lao lên khán đài để ngăn cản bạo loạn xảy ra. Trong đoạn clip được ghi lại, thủ môn của đội tuyển Argentina đang cố cầm rủi cui của cảnh sát nhằm ngăn các tác động vật lý vào các cổ động viên Argentina trên khán đài. Chứng kiến cảnh tượng đó, Lisandro Martinez cũng không giữ được sự bình tĩnh. Trên trang cá nhân, trung vệ của Man United đã đăng tải hình ảnh cùng dòng trạng thái: "Thật đáng xấu hổ khi chứng kiến những gì cảnh sát Brazil đang hành động. Sao có thể để chuyện đó xảy ra? Chúng ta cứ phải chứng kiến những cảnh tượng này đến bao giờ nữa đây?" Federico Valverde đã nhiều lần nhắc lại tình yêu của mình với Real Madrid trong vài năm qua, và gần đây anh đã ký một hợp đồng mới có thời hạn 5 năm rưỡi với câu lạc bộ. Cam kết của Valverde với Los Blancos là điều không thể nghi ngờ. Người đồng đội tại đội tuyển quốc gia Uruguay, Martin Campagna cho biết Valverde đã từ chối lời đề nghị với giá trị lớn từ Ả Rập trong mùa hè 2023. Campagna cho hay Valverde đã có một lời đề nghị rất lớn từ Ả Rập Xê Út trong năm nay, và anh ấy đã từ chối vì chỉ nghĩ đến việc chơi cho Real Madrid. Với cuộc cách mạng bóng đá mà Saudi Pro League thực hiện, trong 12 tháng qua, cầu thủ Real Madrid có thể nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ Trung Đông. Tuy nhiên, Valverde có vẻ sẽ khiến người hâm mộ Real yên tâm hơn khi anh sẽ không đi đâu cả. Sau khi bị gạch tên khỏi thành phần đội tuyển Anh, tiền vệ Jude Bellingham của Real Madrid đã trở lại tập luyện cùng Los Blancos sau khi bình phục chấn thương vai. Sau gần 2 tuần trở lại Tây Ban Nha, Real Madrid mới đây đã có những cập nhật về tình hình chấn thương của Jude Bellingham với một bài đăng trên mạng xã hội cho thấy anh đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội không về tham dự đợt tập trung quốc tế vừa qua. Việc ngôi sao người Anh trở lại tập luyện sẽ là cú hích lớn cho Real Madrid khi La Liga trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế. Jude Bellingham đang có phong độ thăng hoa và là nguồn cảm hứng chiến thắng cho đội bóng huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Aaron Ramsdale gần như sẽ được bắt chính trận đầu tiên ở Premier League cho Arsenal kể từ tháng 9 vào cuối tuần này. Pháo thủ phải đối mặt với bài kiểm tra khó khăn trước Brentford tại sân vận động G-Tech Community vào chiều thứ Bảy. Theo quy định cho mượn của Premier League, một cầu thủ đã được cho mượn sẽ không được ra sân trong trận đấu với câu lạc bộ chủ quản của mình. Vì vậy, David Raya sẽ không đủ điều kiện để đối đầu với Bầy Ong khi anh đang trong bản hợp đồng cho mượn kéo dài một mùa giải đến sân Emirates vào mùa hè. Hiện tại đang là giai đoạn thử thách nhất trong sự nghiệp của Ramsdale, và giờ đây anh sẽ có cơ hội hiếm hoi để chứng minh Arteta đã sai nếu thể hiện màn trình diễn xuất sắc trước Brentford. Theo thông tin mới nhất, có khả năng thông báo chính thức về thỏa thuận của Sir Tim Ratcliffe với nhà Glazer có thể được công bố vào năm 2024. Ông nói với Stretford Paddock, bây giờ có vẻ như nó sẽ bị lùi lại sang năm mới. Tôi không nghĩ có bất kỳ một nghi ngờ nào về việc nó sẽ được thông qua. Đó là vấn đề về quy trình, việc phê chuẩn, thủ tục giấy tờ cũng như các yếu tố chính thức của thỏa thuận. Ông nói thêm rằng, mặc dù những người ủng hộ Manchester United chắc chắn sẽ thất vọng với tốc độ của quá trình và cách nó diễn ra, nhưng đề xuất của Sir Tim Ratcliffe sẽ giúp cho Ineos được trao quyền kiểm soát hoạt động thể thao của câu lạc bộ. Sau 4 trận thắng liên tiếp trên cương vị huấn luyện viên trưởng Weymouth Pháp, đoàn quân của Thierry Henry đã phải chịu 2 trận thua liên tiếp. Sau thất bại 0-2 trước Áo ở vòng loại U21 Euro, Pháp một lần nữa không thể ghi bàn trước Hàn Quốc. Điều này đồng nghĩa đội trẻ của Pháp bị đánh bại trong 2 trận liên tiếp và không ghi nổi một bàn nào tính từ đầu thế kỷ 21. Thierry Henry tỏ ra tức giận với các học trò sau trận thua sốc trước Hàn Quốc. Huyền thoại Arsenal thừa nhận đó là một kết quả khủng khiếp. Kết quả thật kinh khủng, tôi nói với cầu thủ rằng chúng tôi đã được dạy một bài học về tinh thần chiến đấu trước Áo, và đến trận gặp Hàn Quốc cả đội nhận thêm bài học về tính hiện thực, chúng tôi không được phòng thủ yếu ớt như vậy. Theo thông báo chính thức của UEFA,
Italia xếp ở nhóm hạt giống thấp đến bất ngờ tại vòng chung kết năm sau tại Đức. Italia sẽ có nguy cơ rơi vào bảng tử thần khi được UEFA xếp vào nhóm 4 tại lễ bốc thăm vòng bảng Euro 2024 diễn ra vào ngày 2 tháng 12. Năm nay, UEFA căn cứ vào thành tích của các đội ở vòng loại Euro 2024 để chia hạt giống. Do vậy, dù Azzurri chỉ cần một điểm trước Ukraine là đủ để đi tiếp, nhưng điều này lại đặt họ vào tình thế nguy hiểm tại Đức năm sau. Để cải thiện vị trí, Italia đã mong chờ các đối thủ xảy chân vào loạt trận đêm qua, nhưng điều đó đã không xảy ra. Thủ thành số 2 của Man United là Ante Bayandia trong trận đấu mới nhất của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất phát trên băng ghế dự bị. Nhưng Ugukan Kakir, thủ môn số 1 của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, bất ngờ dính chấn thương và rời sân sau 33 phút thi đấu. Thủ thành thuộc biên chế Man United đã nắm bắt đúng thời cơ, bởi ngay sau khi được tung vào sân, chính anh đã làm nản lòng những chân sút phía xứ Wales. Ba tình huống cứu thua của thủ môn này đã góp phần giúp đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ cầm hòa xứ Wales 1-1 và điều đó đã khiến các cổ động viên của Man United hết sức phấn khích. Huấn luyện viên đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ Vincenzo Montella tin tưởng rằng Ante Bayandia sẽ tỏa sáng nếu được ra sân vào cuối tuần này. Anh ấy đã chơi rất tốt trong các trận đấu của chúng tôi trước Đức và xứ Wales. Anh ấy là một thủ môn trẻ và tôi mong đợi cũng như hy vọng rằng anh ấy có thể có được kinh nghiệm tuyệt vời ở Manchester United. Tôi hy vọng anh ấy có thể chơi bóng ở đội 1. Điều này sẽ mang lại cho anh ấy nhiều kinh nghiệm hơn nữa và sau đó anh ấy sẽ còn xuất sắc hơn nữa khi trở lại với chúng tôi. Liverpool sẽ hành quân tới sân vận động Etihad để tham dự cuộc đụng độ quan trọng ở Premier League với đội đầu bảng Man City. Khoảng cách giữa hai đội hiện đang là 1 điểm và Liverpool hoàn toàn có thể cướp ngôi đầu của đối thủ nếu giành chiến thắng. Mới đây, danh tính tổ trọng tài làm việc ở trận đại chiến này đã được xác định. Theo đó, Chris Kavanagh sẽ là trọng tài chính, còn Stewart Atwell là trọng tài VAR. Người hâm mộ Liverpool đã tỏ ra phẫn nộ trước việc ông Kavanagh là người bắt chính. Trên mạng xã hội Twitter, một người viết, Chris Kavanagh có anh trai được cho là sở hữu vé cả mùa của Man City. Ông ta đã được bổ nhiệm làm trọng tài cho trận đấu vào giờ ăn trưa hôm thứ Bảy. Thật là không bằng đấy. Bất chấp sự giận dữ của người hâm mộ Liverpool, thực tế thì lũ đàn đỏ lại có thành tích khá tốt khi Kavanagh phụ trách các trận đấu của họ. Theo Didier Aspel, Kavanagh đã cầm còi trong 15 trận đấu của Liverpool, trong đó họ thắng 13 và chỉ thua 2 lần. Liverpool cũng đã thắng 6 trận gần nhất với Kavanagh làm trọng tài, bao gồm cả chiến thắng trước West Ham và Nottingham Forest mùa này. Tờ The Guardian chỉ ra nguyên nhân khiến Manchester United không có màn thể hiện tốt ở mùa giải này. Cụ thể, một số cầu thủ Manchester United tin rằng khởi đầu tệ hại của đội là do Erik ten Hag đã thúc ép toàn đội làm việc quá sức trong giai đoạn tiền mùa giải. Báo cáo tiết lộ thêm rằng không có thành viên nào trong tập thể bày tỏ mối quan ngại với nhà cầm quân người Hà Lan. Hay nói cách khác, họ cảm thấy việc tập luyện khá nặng nhưng không dám đưa ra ý kiến. Quỷ đỏ trải qua mùa giải 2022-2023 khó khăn khi họ chơi nhiều trận nhất trên khắp châu Âu. Cầu thủ gần như bị vắt kiệt sức vì World Cup 2022 diễn ra giữa mùa giải. Mùa giải trước, đoàn quân huấn luyện viên Erik ten Hag đã lọt vào đến cuối giai đoạn ở mọi giải đấu mà họ tham dự. Chính vì thế lẽ ra các thủ cần được nghỉ ngơi dài ngày hơn thay vì vùi mình vào tập luyện nặng nhọc. Chấn thương đã liên tục ập đến với Man United. Hơn 15 cầu thủ đội 1 đã phải đối mặt với các ca chấn thương khác nhau trong mùa giải này. Harry Maguire nói rằng Premier League sẽ đặt ra tiêu chuẩn cho công việc trọng tài trên toàn cầu. Maguire và các đồng đội ở đội tuyển Anh đã vô cùng tức giận vào đêm thứ hai trong trận gặp Bắc Macedonia tại vòng loại Euro. Sau một thời gian dài kiểm tra VAR, Rico Lewis đã khiến đội nhà phải chịu một quả phạt đền trong trận hòa 1-1 với Bắc Macedonia. Lewis bị cho là thúc cùi trỏ vào mặt tiền đạo Bohan Miyovski khi các đoạn phát lại cho thấy đó chỉ đơn giản là cú kéo tay của Lewis. Nó xuất hiện sau một loạt các quyết định gây tranh cãi của trọng tài và VAR Premier League mùa này với những lời chỉ trích về công nghệ ngày càng gia tăng. Một số quyết định khủng khiếp đã chống lại chúng tôi, Maguire nói với trận hòa của tuyển Anh tại Skopje. Tôi nghĩ ngưỡng thổi phạt chắc chắn cần phải thay đổi và tôi nghĩ Premier League, giải đấu lớn nhất thế giới, cần phải bắt đầu trước tiền bởi vì tôi đã thấy một số quả phạt đền ở Premier League kể từ đầu mùa giải này mà đối với tôi chỉ đơn giản là lố bịch thôi, cựu đội trưởng Man United cho biết. Tottenham đang phải đối mặt với những cáo buộc về một vụ chuyển nhượng xảy ra cách đây 15 năm, do đó câu lạc bộ thành London này có thể bị trừng phạt nếu bị xử thua. Theo The Times đưa tin, vụ chuyển nhượng được đề cập và việc Jermaine Defoe chuyển từ Tottenham đến Portsmouth vào tháng 1 năm 2008 với khoản phí 7,5 triệu bảng. Trong một phiên điều trần riêng về vụ Defoe, chủ tịch Daniel Levy của Tottenham và huấn luyện viên Harry Redknapp của Portsmouth đã giao dịch với một đối tác mà không có giấy phép hành nghề. Tại phiên điều trần đã phát hiện ra rằng cựu hậu vệ Tottenham và West Ham Mitchell Thomas là nhân vật trung tâm trong thương vụ này. Anh có tên trong danh sách người đại diện không có giấy phép hành nghề của FA trước khi vụ chuyển nhượng diễn ra. Nếu một câu lạc bộ giao dịch với bên trung gian mà không có giấy phép hành nghề theo quy định của FA vào thời điểm đó là bất hợp pháp và có thể bị trừ điểm, phạt tiền cùng các hình thức kỷ luật khác.
Trong trường hợp của Spurs, FA đã quyết định không áp dụng biện pháp kỷ luật vào thời điểm đó. Nhưng mới đây, FA cho biết sẽ có thêm xem xét lại vụ việc nếu có bằng chứng mới cho thấy có hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy tắc. Hiện phía Tottenham chưa lên tiếng về vấn đề này. Đó là toàn bộ thông tin của bản tin chiều ngày hôm nay. Đừng bỏ lỡ bất kỳ bản tin nào của chúng tôi vì đó là nơi chúng tôi sẽ mang những nhịp đập thể thao nóng hổi nhất đến với các khán giả thân yêu. Và đừng quên tất cả những tin tức hấp dẫn và đa chiều về thể thao sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trên hệ thống kênh Bình Luận Viên Anh Quân.